Trên cái nick TikTok của bạn có để là trend gay nữa. Nếu như mà em không về thì em ngủ ở đâu? Ở nhà ba chị mày có được ngủ chung với chị không? Ở nhà ba chị mày có được ngủ chung với chị không? Ở nhà ba chị mày có được ngủ chung với chị không? Mày lấy hết tất cả giày dép vật dụng cá nhân của mày ở dưới, đem lên gác và lấy đồ đậy lại, và đi ra khỏi phòng ngay và luôn. Một chút xíu nữa bạn tao ghé lại. Tao không muốn bạn tao biết tao quen cái thể loại BD nha mày. Đừng có tiếp tục nữa. Bạn nó đã lên giường với người kia rồi. Chào mừng quý khán giả đã đến với chương trình Come Out. Và xin cảm ơn đứng trong hẹn hò Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Và sau đây xin mời quý vị khán giả chào đón cặp đôi khách mời của ngày hôm nay. Em chào anh Tân, em chào tất cả mọi người đang xem chương trình. Em là Hoàng Anh, 26 tuổi, em đến từ Bình Dương. Công việc hiện tại của em là kinh doanh shop thời trang. Dạ, em chào anh Tuân, em chào tất cả mọi người. Em tên là Đặng Thị Nhị, em năm nay 29 tuổi, em cũng kinh doanh online ạ. Bọn mình quen nhau được bao nhiêu lâu rồi ta? Em quen nhau hôm nay là tròn 40 ngày. 40 ngày là cũng phải 900 mấy chục tiếng, phải đùa đâu, cũng lâu đấy, dài đấy. Làm sao mà mình gặp gỡ được nhau nhỉ? Cái đêm hôm đó em đang lướt TikTok, thấy ông này ổng livestream thì em tò mò, em vô em hỏi vài câu là em ơi em ở đâu, em làm cái gì, rồi ổng mới trả lời là anh ở Bình Dương nha em. Rồi em hỏi được một vài câu rồi sau đó là em đi ra, em không có xem nữa. Dạ. Là vô thả chơi vậy thôi đó. Dạ, chỉ thả chơi vậy thôi à. Rồi làm sao mà sau đấy ai chủ động nhắn tin cho ai mà mình gặp gỡ nhau? Dạ em chỉ thả chơi vậy thôi à. Cũng là em. Thì cái ngày hôm đó em nhận được một cái tin nhắn: em ơi, shop em ngoài bán quần áo ra thì em còn bán cái gì nữa không? Dạ chị ơi, em còn bán túi sách, chị cho em cái thời trang của chị đi rồi em sẽ tư vấn. Chị chỉ cần đi dạo dạo vòng vòng Bình Dương thôi em. Cái em nói dạ, nhưng mà thật sự lúc đó em hết túi rồi. Mà em không dám trả lời khách là em hết túi vì sợ mất khách. Nên sao em trả lời là chị ơi, hôm nay em đang bận, ngày mai em sẽ gửi ảnh mẫu cho chị. Sau ngày mai lại mất tiêu luôn. Là vẫn không có túi sách để mà gửi hả? Dạ, em vẫn chưa có về kịp túi. Cái bạn này bạn vẫn chờ em. Rất là khéo. Bạn nhắn tin trong cái phần đăng hàng của em. Bạn nói là em ơi, hình như em đã quên một cái điều gì đó với chị đúng không? Cái là em qua, em lại báo là chị ơi, hôm bữa giờ em bệnh, em ốm cho nên là em không có mở cửa hàng. Cái bạn lại là quan tâm ngược lại. Cái em nói, ủa sao ngộ vậy ta? Khách em lại mất tích tiếp. Tổng cộng là tới 19 ngày thì ngày hôm đó em mới chốt túi sách về. Chị ơi, em đã về hàng rồi. Bạn vẫn nhắn tin tiếp: Bình Dương rất là nhiều shop thời trang, tại sao cái bạn này bạn cứ chờ đợi mình vô điều kiện? Em bấm vô coi ảnh đại diện, xin gái nhờ, xin nhờ kiểu có gu thời trang thẩm mỹ thì em lại rất là ưa cái đẹp. Thành ra em bắt đầu em ghép tin nhắn bạn. Người ta nhắn tin em không phải người ta muốn làm khách, mà người ta muốn làm bà chủ shop, đúng không? Em điện thoại nói chuyện với bạn này thì em mới biết ra một cái sự thật bất ngờ. Là bạn này bạn kinh doanh online mà bạn còn bán hàng authentic nữa. Mà bạn lại còn là bán túi sách. Em mới hay cà kỳ, em hỏi là chị ơi, chị bán hàng real mà chị đi hỏi hàng pha ke. Chị cũng sốc lắm đó. Trời đất ơi, mà ở đâu ra một cái kiểu bẽn lẽn như vậy mà ba gai dữ vậy trời. Dạ đến bây giờ vẫn chưa gửi túi sách cho em xem luôn. Giờ có nguyên cái tiệm luôn rồi ạ. Em hỏi Nhị là lúc đấy Nhị có cảm tình với Hoàng Anh đúng không? Hay là chỉ là trêu thôi? Nói chuyện chơi chơi với nhau thôi. Đang buồn, đang cần người để nói chuyện á. Quan điểm riêng của anh thôi thì Nhị là một cái người xinh xắn này. Dạ. Rồi có duyên nữa thì mình đâu có thiếu những người để nói chuyện. Thì làm sao mình đợi một cái người mà mười mấy ngày xong rồi mình cứ hỏi người ta như vậy. Lúc TikTok thấy bạn này quá dễ thương đi. Đấy, nói thật đi nè. Có nghĩa là mình đã cũng hơi crush bạn này rồi đúng không? Dạ có. Lúc đấy Nhị có biết Hoàng Anh là trans guy không? Dạ có, tại vì trên cái nick TikTok của bạn có để là trans guy nữa. Mình có cảm tình với nhau rồi và mình nói chuyện với nhau thì bao lâu mình quyết định gặp nhau ở ngoài? Cái hôm đó em điện xong em định gặp, nhưng mà em bị vướng là đang đi ăn với lại bạn em. Thế này cũng xin để giữ riêng cho bản thân. Ngày hôm sau nữa, đó nghĩa là ngày mốt thì bạn phải đi về quê. Nhưng mà em hẹn thôi tối nay mình gặp nhau luôn đi. Lúc đó vẫn là chị em. Hẹn gặp nhau thì em mới chở bạn đi vòng vòng. Xong rồi em chở bà về tiệm em luôn. Em mua đồ ăn cho bà ăn. Xong rồi em cũng định kiểu em ghẹo ghẹo em kêu thôi chị ngủ lại đây đi. Nhưng mà không anh, không ngủ lại. Không ngủ lại. Chạy gần tới nhà rồi các em á.
chị không ấy, chị cho em chở chị đi dạo vòng nữa đi. Mình tâm sự nhiều hơn để ngày mai em tiện đưa chị về. Sáng hôm sau là em đã đi về quê rồi đó, nhưng mà hai đứa đi dạo vòng vòng đến 3 giờ sáng mới về, kể chuyện trên trời dưới đất á. Tại vì em kinh doanh á, em hơi hoạt ngôn, thì em tìm chủ đề để nói chuyện để ngày mai trở về cho đỡ ngượng. Với lại em bắt kèo, lúc đầu đáng lẽ là không có đưa bà về, nhưng mà bà có một cái bé cuốn, lúc đó em cũng chưa biết bé cuốn nó như thế nào, thì bà nói là không có tìm được xe khách về, mình đàn ông mà thấy cũng xinh, cho nên là quyết định thôi chị để em đưa chị về để em chở bé cuốn, chứ để chị tự chạy tội nghiệp. Cái em mới ra điều kiện là nếu mà ngày mai em đưa chị về thì chắc em phải về Bình Dương liền. Cái xong bà nói không, nếu mà em về vậy thì rất là mệt, cho nên là không được. Cái em nói nếu như mà em không về thì em ngủ ở đâu? Nếu như mà em không về thì em ngủ ở đâu? Rồi chị trả lời như thế nào nè? Em trả lời sao? Em kêu ổng là thôi bây giờ em đưa chị về quê, bây giờ em ngủ lại đi, chứ bây giờ em về lên, em đi đưa chị về xong em lên liền thì nó sẽ rất là mệt. Ổng đưa em về xong là ổng ở dưới nhà em luôn. Lúc đầu thì em cũng mày đặt em đi lòng vòng, em nói thôi để em ngủ khách sạn, mà thôi khách sạn em lại em ngủ không được. Cái bà nói vậy thôi, ngủ nhà của ba chị. Em nói ngủ nhà ba chị mày có được ngủ chung với chị không? Ngủ nhà ba chị mày có được ngủ chung với chị không? Ngủ nhà ba chị mày có được ngủ chung với chị không? Thật ra đó, anh nghe anh thấy hai cao thủ bán hàng online mà nói chuyện với nhau á, rất là khó để thoát nha. Là kiểu gì người này cũng sẽ dính người kia thôi á. Mình ngủ lại như vậy á, nó vẫn không xảy ra gì đúng không? Không anh, phải xảy ra chứ. Sao mình bỏ qua được anh? Xinh quá mà. Em ngủ chung thì em cũng đâu có làm gì đâu, thì cũng kiểu nắm tay nói chuyện, thì ôm hôn đó là chuyện bình thường. Tự nhiên đưa đẩy đâu á, cái có năng lượng, cái cũng lượn lờ một tí. Lượn lờ xong cái em bất chợt em nhận ra cái bà chị em có nói là Hoàng Anh, cứ đi về dưới cần phải về liền. Nhưng mà em không có về liền thì em nói không, em ngủ lại. Nhưng mà bà nói ngủ lại thì ngủ riêng, không có được làm gì con gái. Tại sao vậy? Tại vì thật sự ra mới biết có một đêm mà đưa người ta về thì hai đứa đều sợ nhau là chắp gơ và chắp bông. Đến cái thời điểm mà ngủ chung rồi đó, em cũng lượn lờ cái em lại nhớ chết không được, chị Tiên dặn là không được làm gì hết. Đó thì em mới không làm gì hết. Cái bà này bà quay qua bà nói một câu rất là bất ngờ luôn. Câu này em phải để tự bà nói. Đâu mời nhị nè. Ủa tự nhiên cái kiểm tra người ta xong cái quay là quay vào trong khác ngủ. Vì câu nói đó là nên là chuyện gì tới cũng tới luôn. Là check rồi là phải sử dụng luôn đúng không? Rồi vấn đề là sau cái đêm đấy thì cảm xúc của bọn mình như thế nào? Thật ra là đã thích từ ngay cái đêm mà mình tâm sự tới cả 3 giờ sáng. Tại vì nếu mà không thích thì không thể nào mà ngồi lại nói chuyện với nhau nhiều vậy. Khi mà Hoàng Anh chở Nhị về và thức dậy ở nhà của Nhị với lại các thành viên của nhà bạn ấy thì Nhị giới thiệu Hoàng Anh như thế nào? Trước giờ em chưa bao giờ dẫn ai về quê hết á. Nhưng mà nếu mà dẫn về quê thì với tư cách là người yêu. Nếu như là mẹ em nhìn vô thì mẹ em cũng biết là chắc là người yêu mới dẫn đi về quê. Nên là em không cần phải giới thiệu, mẹ nhìn vô làm cái mà phải biết liền. Kiểu em đi về nhưng mà em cứ lo trời, có khi nào bà này phải cháp mình không? Tại vì mình đã bị cháp rất nhiều lần. Mình cũng sợ nhưng mà xem như là một lần đánh cược. Nếu mà người ta nhìn vào em á, người ta sợ em trap người ta hơn á. Chứ ở đấy mà em ngồi em sợ là em bị trap. Em đừng có vô lý cái kiểu đấy. Những cái đêm đó em mới hỏi ông là ê, có khi nào ông trap tôi không ông nội? Trời, hai người này sợ trap nhau. Dạ. Hai bạn em trap nhiều người quá nên sợ nghiệp quật phải không? Dạ không anh, tại vì toàn bị trap cho nên cứ sợ. Mọi người nhìn em ở một cái vẻ bề ngoài luôn đánh giá em là một trap boy. Tới lúc mà bà quen em rồi bà nói là thật sự lòng không hề chắc bao, rất là thật lòng. Sau khi mà về được gia đình của Nhị rồi thì em có biết được nhiều hơn về cuộc sống của cái người mà em yêu không? Bạn rõ ràng ngay cái thời điểm ban đầu thì cái đêm hôm đó bạn nói là bây giờ mà em muốn về quê với chị hoặc là muốn tính cái chuyện xa hơn thì phải đợi chị thông báo một chuyện. Em cũng nghi ngờ là một là liên quan tới vấn đề người cũ, hai là nó sẽ có một cái gì đó ở quá khứ. Thì em mới nói trước một câu, cái chuyện mà chị chuẩn bị nói nó liên quan tới quá khứ. Thì cho dù là chị có cái gì hay là kể cả có con, em vẫn chấp nhận. Thì sự thật khi về là bạn nói bạn có con. Bé của em năm nay 12 tuổi. 12 tuổi. Dạ. Tại vì bé thì không có sống với mẹ. Sống với lại bên nội, thấy bé cũng ngoan, thân thiện. Thì em lại là người trong cộng đồng thì rất là khó vấn đề có con. Cho nên em rất là thích bé. Ngày em chở Nhị về quê lần đầu tiên, có một cái cô có hỏi em là con có con riêng không? Cái con em cười, em nói dạ con có. Cái kiểu của cô bị hụt hẳn á. Cái xong rồi cô hỏi là con nhiêu tuổi thì em trả lời
Dạ con 12 tuổi. Cái bà quay sang nhìn Nhị, vậy là bằng tuổi của con của Nhị. Cái em cười em nói dạ đúng rồi, con Nhị là con mà. Khi cho anh được phép quay trở về cái mối tình đầu tiên thì Hoàng Anh đã quen với người đầu tiên đó là em mới đi làm thời vụ, em chưa đủ tuổi. Em mới gặp một cái bạn cũng là sinh viên rồi cũng đi làm thời vụ. Em quen bạn kiểu mình say từ cái nhìn đầu tiên. Thì mình cưa cẩm bạn này bằng mọi cách, không biết phòng trọ người ta luôn mà hẹn với người ta mai mình qua rước bạn đi làm. Đâu đó vài tháng sau bạn cắm sừng. Em luôn nói với họ là nếu như mà trong cái khoảng thời gian quen em mà thấy có một cái bến đỗ mới an toàn và hạnh phúc vững chãi hơn, chỉ cần về nhà nói với em là mình dừng lại đi. Nhưng mà em quen bao nhiêu người cũng vậy, ai cũng cắm sừng. Cái mối tình mà để em phải ngồi mà lắng xuống, có nhiều trải nghiệm để được cái sự ổn định như ngày hôm nay, đó là mối tình thứ ba. Em đến với bạn đó là vì bạn đó cũng đổ vỡ hôn nhân. Em luôn nghĩ mặc định trong đầu là những người mà họ từng đổ vỡ, họ chỉ cần tình cảm, họ không cần tiền bạc, họ không cần vật chất. Em đến với họ, yêu họ bằng một cách gọi là vô điều kiện. Bạn có một lần mời em về phòng trọ ăn cơm, và ngày hôm đó em nhận cái bạt tai rất đau đớn từ chồng cũ của bạn. Nhưng mà chồng cũ thôi mà. Em không có dám hỏi bạn là đã gõ gàng cái mối quan hệ đó chưa. Hai đứa bắt đầu là sống với nhau một khoảng thời gian thì bạn mới ly hôn. Lúc đó hai bạn đó là cấp trên của em nữa. Thì làm cùng công ty, các bạn nghỉ thì em mới đi làm riêng, em làm cả đêm. Bạn đi chơi với những cái anh đại gia kia. Các bạn điện về, mày lấy hết tất cả giày dép vật dụng cá nhân của mày ở dưới, đem lên gác và lấy đồ đậy lại, và đi ra khỏi phòng ngay và luôn. Một chút xíu nữa bạn tao ghé lại, tao không muốn bạn tao biết tao quen cái thể loại BD như mày. Em đứng ngoài trời 12 giờ trưa mà em chỉ biết khóc thôi. Cái đến cái thời điểm mà công ty phá sản, em thất nghiệp. Làm đàn ông là phải có sự nghiệp, phụ nữ người ta mới cảm thấy an toàn thở cả. Em hỏi giờ làm gì hai? Hai nói bán đồ đi. Em tiền đâu mở tiệm bà này, chỉ cho mớ, bán lề đường trước đi. Từ Sài Gòn về Đồng Nai chuyển lại Bình Dương, bán được thời gian ổn cái bảo muốn bán. Em với bạn đôi co, em sợ bạn trốn trong phòng có vấn đề thì em đập cửa phòng đứt tay mai chín muộn. Bạn mặc kệ không quan tâm. Sau khi ổn về thì bắt đầu là em bị giật mặt bằng. Em mới tìm được một cái mặt bằng qua một cái người chị giúp đỡ. Cái bắt đầu hai đứa mở tiệm, mở được hơn năm, bạn tiếp tục làm cho em cái vết đau thứ hai. Đó là ngay cái ngày sinh nhật của em, nói một câu: sinh nhật của mày thì kệ mày, liên quan gì tao, phải chúc mày. Sang đầu năm sau thì đây là lần cuối cùng mà em không thể tiếp tục được nữa. Đó là bạn cấm sừng em, nhưng mà bạn bao biện nửa đêm mà phải ngồi ở nơi mà giường cao su, gọi bạn ra để nói chuyện bạn mà không chấp nhận. Bạn điện qua nước ngoài để bạn gặp chị em và bạn nói là chị kêu em chị về ngay và luôn, đừng để tôi báo công an, em chị làm phiền tôi. Chị kêu em chị về ngay và luôn, đừng để tôi báo công an, em chị làm phiền tôi. Em về mà em chỉ biết chạy trong nước mắt, mà chạy hơn một tiếng đồng hồ. Ngày hôm sau em tiếp tục lên để được gặp bạn nói chuyện, không nhận được gì ngoài một cái câu nói phủ của bạn là ai mở cửa cho nó vào nhà, tài sản trong gia đình này mất là nó lấy chứ không ai hết. Trong khi là đã quen nhau gần 4 năm mà em tôi rất là đau con nói. Kiểu lúc đó bạn rất là thông minh, là bạn muốn có một người kiếm tiền để nuôi bạn và có một người ở nhà để chở che bạn cho bạn đi chơi. Nhưng mà đến một ngày lại là người thân chính trong cái căn nhà của bạn nói cho em biết là đừng có tiếp tục nữa, bạn đó đã lên giường với người kia rồi. Có bao giờ Nhị nghe Hoàng Anh chia sẻ về câu chuyện này chưa? Dạ có, khi mà hai đứa ngủ cùng nhau, ông tâm sự cả đêm những mối tình với người yêu cũ á. Nhưng mà em cảm thấy buồn ngủ rất là, nhưng mà vẫn phải lắng nghe. Nhưng mà em nghe xong rồi em có cảm giác thương không? Dạ có. Nhờ buồn ngủ nhiều hơn thương. Khi mà em nhắm mắt em ngủ xong rồi em mở mắt ra vẫn thấy ổng ngồi tâm sự. Lúc đầu em hỏi giờ giấc sống với ba kêu chị là một người rất giờ giấc em. Trước 12 giờ chị đã ngủ rồi. Sáng là hơn 6 giờ chị dậy để mà tiếp tục công việc hàng ngày. Dạ, từ ngày quen em anh 4 giờ sáng chưa ngủ nè, đêm nào cũng như vậy. Sáng nha, ngủ tiếp chưa. Các em quyết định là thôi, giờ ở chung.
Cho anh hỏi về câu chuyện tuổi thơ của Hoàng Anh đi. Dạ. Khi nào em nhận ra bản thân mình là một người trong cộng đồng, hơn nữa là một trans guy chứ không phải là một lesbian? Cuối cấp 2 thì em mới nhận định ra là em thích một cái bạn nữ cùng khối nhưng mà khác lớp. Em mới viết thư tay, em để với học bàn. Một khoảng thời gian nó rất là lâu thì không thấy bạn trả lời. Thì đến sau này thì bạn quen một cái bạn học nam cùng học lớp với em. Nếu mà bạn quen bạn nam thì mình sẽ không buồn, tại vì mình như vậy thì bạn không thích cũng đúng. Nhưng mà sau này mình mới ngỏ ra là cái bạn nam đó cấm bạn không được chơi với mình. Bạn nói là đừng bao giờ chơi với mấy cái đứa BD bóng gió. Em học hết 11 thì gia đình em có biến cố, em lên Đồng Nai em làm. Thì lúc đó em mới gặp tình đầu. Lúc đấy là em vẫn với ngoại hình là con gái à? Dạ không, em đã được cắt tóc ngắn rồi. Cắt tóc rồi. Em cũng không dám cắt cao lắm, em chỉ cắt tém tém thôi. Tại vì lúc đó em còn sống cùng với mẹ. Mà mẹ thì không có chấp nhận em. Em bắt đầu em qua bên Bình Dương, em lập nghiệp. Thì lúc đó là em đã cắt tóc ngắn. Nhưng mà khi em về thì mẹ em muốn em để tóc dài hơn. Mỗi lần em hay về Bình Dương em thăm mẹ em, mẹ cứ hay dẫn em đi chợ chung. Cái xong mẹ em nói với con tôi á, mà nó con gái nay nó thích làm BD vậy. Thì có một ngày em mới nói là mẹ ơi, con muốn nói chuyện với mẹ. Nếu mà sau này con có về đi đâu với mẹ ngoài đường á, mà có nhiều người thì mẹ thương con một tí. Mẹ chỉ cần giới thiệu là con là con của mẹ được rồi, không cần phải nói là nó BD. Con nghe con tổn thương. Mày là con tao, tao muốn làm cái gì làm, tao muốn kêu như thế nào mà kêu. Mày cảm giác không được thì đừng về đây nữa. Em bỏ về Bình Dương. Khoảng vài tháng sau thì mẹ em nhớ quá, mới liên hệ với chị em là mày kêu nó về nhà tao nói chuyện nó. Thì chị mới nói là mẹ ơi, con đã nói với mẹ rất rất là nhiều lần về cái vấn đề của em. Nó không phải là bệnh hoạn, mà nó là như vậy rồi. Thì thôi mẹ thương em, mẹ chấp nhận cuộc sống của em vậy. Thì khi mà mẹ suy nghĩ xong, mẹ kêu là mẹ kêu nó về đi mẹ nói chuyện. Thì em mới nói với mẹ là mẹ ơi, ba mẹ cho con một cái mạng sống, nhưng mà con xin ba mẹ cho con sống được theo cái cảm xúc của con. Thì nếu mà con lấy chồng theo ý mẹ mong muốn thì con sẽ không bao giờ có một ngày hạnh phúc. Con sẽ rất đau khổ. Thì thôi mẹ cho con sống cuộc sống này đi, rồi một ngày nào đó mẹ sẽ cảm giác được cái sự hạnh phúc, sự thành công của con. Thì mẹ ngậm ngùi, mẹ rớt nước mắt. Mẹ đồng ý. Có bao giờ mẹ suy nghĩ đến việc là sẽ tìm thuốc cho em uống hay là sẽ chữa cái bệnh này của em Hoàng Anh? Cái lúc mà em chưa có qua Bình Dương thì mẹ em tin tưởng những cái người xung quanh, ông thầy kia hay, bà thầy kia hay, thì mẹ em chi rất rất là nhiều tiền về cái vấn đề thầy bà. Hai mới điện về chị hai nói là mẹ ơi, mẹ thấy không, mẹ càng làm thì em nó càng nam tính, nó cắt tóc càng ngắn, nó càng đàn ông. Con nói với mẹ rồi, mẹ phải thương em đi, em không phải bệnh mà đó là tính cách cuộc sống nó. Thì sau cái lần đó là mẹ không bao giờ liên quan tới bất cứ thầy bà gì hết. Nhưng mà khi mà em come out với chị của em á, thì chị em đã đồng tình với em ngay hay là chị em có phản đối ngay từ những cái lúc đầu tiên không? Chị em là một người rất là thương em Út. Tại vì chị em cũng không may mắn trong chuyện tình cảm. Nếu như mà em như vậy mà em hạnh phúc, chị luôn ủng hộ. Dù cho bất cứ điều gì xảy ra, vô điều kiện. Anh em và em cũng vậy. Thì có một ngày hai anh em ngồi nhậu với nhau, anh em rất ít nói. Tự nhiên hôm đó anh em muốn khóc. Em hỏi sao anh ba khóc, kêu anh xin lỗi mày nha, nếu như mà anh giàu chắc anh sẽ cho tiền mày phẫu vòng một. Cứ ngày nào tao cũng thấy mày nịch tao xót. Em cười trong nước mắt. À, gia đình mình thương mình vậy thôi. Hạnh phúc rồi. Hạnh phúc ha. Anh dạ. Thấy hạnh phúc chỉ còn như đó. Khi mà em phẫu thuật vòng một á, nó có nhiều khó khăn không, và em đã chuẩn bị cho cái cuộc phẫu thuật đấy như thế nào? Em tiêm hormone nam khoảng hơn một năm, là cuối năm 2021 là em bắt đầu cắt ngực. Ngày em đi cắt em gọi cho chị em nước ngoài là nay em phẫu thuật. Em giấu hoàn toàn tuyệt đối tất cả mọi người luôn. Thì em có một cái người bạn thân đồng hành đi cùng. Gần hơn một năm thì mẹ em vô tình thấy em là gương mặt đại diện. Thì mẹ mới thấy em cởi trần. Mẹ mới không gọi cho em. Mẹ em cái gì cũng biết, em sẽ tâm sự với mỗi chị em thôi. Mẹ điện thì hỏi là ủa Út nó làm cái gì vòng một hay sao mà tại sao lại cởi trần. Thì chị hai em nói là nếu như mà mẹ muốn biết chi tiết, sao mẹ không trực tiếp gọi cho em, mẹ vẫn không hỏi em luôn. Và chị em cho em hay thì em mới sắp xếp một cái lần về nhà để mà ngồi xuống nói với mẹ. Lúc đầu cũng sợ mẹ đánh luôn á, hoặc là mẹ mắng, hoặc là dữ lắm. Nhưng mà khi về thì mới ngồi xuống nói mẹ là mẹ ơi con cắt rồi. Mẹ không đánh, không chửi, không mắng gì lớn hết rồi. Nhưng mà mẹ hơi buồn,
tại sao không chia sẻ không với, nói mẹ. Với mẹ trước. Dạ. Từ lúc đó là mẹ đã thương rồi, mẹ nói sau này con có muốn làm bất cứ thứ gì, nó là tính mạng của con mà mẹ mang nặng đẻ đau mày, nói mẹ một tiếng để mẹ an tâm. Ba của em thì sao? Năm 11 là ba em theo người khác. Cho nên là em ít liên lạc với ba, chỉ hỏi thăm sức khỏe ba khi ba bệnh này nọ. Em về gặp mặt lần cuối, ba em nhìn thấy em với ngoại hình như vậy, mày đi vô trong kia thay đồ đàng hoàng, tao chở mày qua bên kia để mà gặp ông thầy kia làm cho lợi con gái lấy chồng với người ta, ăn mặc không ra cái hệ thống gì hết. Em im lặng vài giây. Thằng em lúc đó nó cũng còn nhỏ, nó thương em lắm. Nó nói tụi con bốn đứa, bốn anh chị em đều theo mẹ hết, thì ba cũng phải hiểu lý do. Với lại là ba cũng đã có một cái hạnh phúc riêng rồi, ba tôn trọng anh Tư, chứ ba đừng có ép buộc. Ba làm như vậy chắc tụi con không về gặp ba nữa. Thì ba im lặng. Vài tháng sau ba bệnh, em điện về em hỏi thăm, thì ba nói là sao rồi, làm ăn được không? Cái hỏi vòng vòng cái ba nói là rồi định chừng nào cưới vợ. Muốn cưới vợ không? Ba cưới cho. Trong lòng mình vui lắm, nhưng mà bạn nói với ba là từ từ nha ba, con lập nghiệp lo ba mẹ cái đó. Còn nhị thì sao? Em không ao khó khăn không? Tại vì trước em cũng có quen một bạn giống như bạn này nè, cái khoảng thời gian đó cũng gần 4 năm á. Nhưng mà cũng có chia tay rồi quen lại. Em là một người sống tình cảm. Đến một thời điểm nào đó em thấy bạn nghiêng về vật chất nhiều quá, nên là em quyết định em kết thúc. Ba em cũng biết em quen người trong giới, nhưng mà ba em cũng không có nói gì hết. Nhưng mà mẹ em thì em chia sẻ cái việc đó với mẹ em rất là nhiều. Nói chung là cũng dễ, cũng không có mấy khó khăn đối với em. Sau 1000 giờ quen nhau rồi đó, thì mình có nhiều cái trải nghiệm nào mà mình cảm thấy đáng nhớ không? Một khi mà đã đúng người đúng thời điểm, dù cho quen nhau một ngày cũng là giống như một năm. Hoặc là em ở bên cạnh bạn này từ thời điểm bắt đầu tới bây giờ, tụi em chỉ xa nhau đúng 2 ngày bạn đi tiệc ở quê, còn hầu như tụi em luôn đồng hành với nhau. Cái điều em ở bên cạnh bạn lúc nào cũng cảm giác ấm áp, hạnh phúc. Bạn cho em được thể hiện cái cuộc sống em là một người đàn ông của gia đình. Vậy thì bọn em khi ở cùng với nhau có phát hiện ra tật xấu nào của nhau không? Khi mà hai đứa đang chạy trên đường, em kêu em I love you, em I love you, là có cái máu yêu hơi khùng đúng không? Kiểu như vậy đúng không? Kiểu chạy xe anh, cái áp lực căng thẳng á, mà em là một người cầm tay lái, em không muốn cái bạn ngồi sau bạn bị nhàm chán, cái thì em cứ kiểu em hay vui vui á, em chạy mà được. Em có tên anh là Lạng nè, anh yêu em không? Các bạn nói thôi không, đừng có khùng quá nghe, em là Lạng anh, cô vợ con chú vợ con, rồi xong rồi trong một cái chuyến chạy đó em vẫn kêu mọi người vậy, mọi người kiểu ngạc nhiên á anh, mọi người thấy thương cho nhị lắm. Trời, em xấu hổ lắm luôn. Nhưng mà chỉ có một tật đó em thấy là hơi xấu thôi, kiểu như nhà dễ thương vui vui. Dạ. Chứ không hẳn là xấu. Dạ, em không rồi. Tìm được cái gì xấu của hẳn anh. Dạ em cũng đang cố gắng tìm anh nhưng mà chưa tìm được. Trộm vía. Còn thằng anh nè, không hề có một tật xấu gì hết, tại vì không phải lên trên sóng truyền hình em bao biện. Giống như anh Tân nghĩ em là một người chắc bôi, nhưng không. Khi mà em yêu và em rất tình cảm, em riêng em mặc định không phải là đàn ông là kiếm tiền bề ngoài, còn phụ nữ là bếp núc. Em hỗ trợ bạn hết. Và em chỉ muốn là mình nấu ăn cũng được, chỉ cần người phụ nữ đó ngắm nhìn và thưởng thức cái món đồ ăn thôi. Thì tất cả mọi thứ hai đứa em sắp xếp rất là vui vẻ. Đồ ăn để anh, nước thích uống món gì anh làm được luôn. Rồi quần áo mọi thứ, tất cả mọi thứ là em muốn em làm cho bạn hết. Tại vì bạn bị đổ vỡ, bạn không hạnh phúc. Bạn đã chịu quá nhiều tổn thương, thì lần này mình đến bên cạnh bạn, mình cho bạn cái hạnh phúc. Đó là cái sự song hành để mình được nhận cái tình yêu của bạn. Rồi hai bạn có dự định gì cho tương lai của mình không? Em nói đi. Bạn rất là ít nói á. Em cũng đã lén bạn một lần, gọi về cho mẹ bạn. Em nói là mẹ ơi, cái hôm mà tụi con công khai mẹ đồng ý, tụi con cảm ơn. Nhưng mà không những đồng ý đâu mẹ, con muốn cho nhị được một lần được mặc áo cưới. Áo cưới hả? Dạ. Tại vì mối tình trước của bạn, bạn không được người đàn ông mới chấp nhận. Mới đầu thì mẹ cũng kêu thôi tụi bay yêu nhau được rồi, cưới làm chi con, để tiền làm ăn. Cái em biết là mẹ cũng sợ sự dị nghị của dòng họ. Ngày hôm nay tụi em lên sóng truyền hình thì tất cả dòng họ mới có thể biết là em là không phải là con trai. Mọi người vẫn mặc định trong đầu em là con trai. Ngay cả em bán hàng mọi người cũng nghĩ em là con trai mà là gay. Có sợ mất khách không?
Dạ không. Nếu mà em để cho bạn xuất hiện, có nghĩa là em khẳng định với tất cả mọi người là em đã có chủ rồi, thì em sẽ mất rất nhiều khách. Nhưng em mong là em chọn đúng người, em chọn đúng hạnh phúc, em mong mọi người sẽ yêu thương. Rồi cho anh hỏi cảm xúc của Nhị sau khi mà mình yêu ở trong bóng tối trong suốt 7 năm. Yeah. Sau đó có một người khác đến và họ đưa mình ra ngoài ánh sáng, nhất là trên một kênh truyền hình luôn. Họ come out một cách rất là mạnh mẽ tình cảm của mình. Thì anh không biết cảm xúc của em như thế nào? Dạ cảm xúc của em thấy là rất là hạnh phúc. Vì lần đầu tiên em gặp được một người cho mình cái cảm giác là ấm áp. Và có thể em cảm nhận được là người này có thể lo cho em và truyền cái động lực cho em á. Anh cũng xin thay mặt chương trình cảm ơn Hoàng Anh, cảm ơn Nhị đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và giống như anh có nói á, khi mà mình yêu nhau thật lòng á, thì cái số ngày nó không quan trọng. Quan trọng là mình đã đối xử với nhau như thế nào trong những cái ngày đó. Và hy vọng là sẽ còn rất nhiều ngày tháng nữa mình sẽ bù đắp cho nhau cho những cái tổn thương ở trong quá khứ của nhau. Và hy vọng là tất cả mọi cái dự định của các bạn sẽ thành công hết và cuộc sống sẽ hạnh phúc từ đây về sau. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn hai bạn. Xin cảm ơn ứng dụng hẹn hò Sweet Couple đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Và ứng dụng Sweet Couple cũng dành tặng cho cặp đôi khách mời là một gói Ruby để trải nghiệm miễn phí nhiều tính năng hấp dẫn trên ứng dụng này. Một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, lành mạnh và văn minh sẽ giúp cho các bạn giữ lửa tình yêu của mình. Và cũng xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi tập Come Out ngày hôm nay. Cũng như đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình vào lúc 8 giờ sáng thứ hai hàng tuần trên kênh YouTube của MCV Media và kênh Come Out LGBT Việt Nam. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.